chính trị hôm ta. Vì hôm ta đẹp trai chưa? Đến đường đang chờ thờ. Ngoài đẹp anh. Đấy, đã vào rồi. Để em xíu tính tiền anh còn là. Chào cả nhà. Chào Diễm My nha, chào Diễm My nha. Ôi. Chào mọi người. Chuẩn bị xuống tóc nên mọi người đang tìm đến một người anh rất thân thuộc. Đó chính là đó anh Vũ Trí. Sáu múi, đẹp trai dễ thương. Ơ trời. Nó chỉ độc thân vô tính nghe muốn rớt điện thoại luôn. Chào mọi người. Chờ đợi. Đây. Mọi người đang ăn cơm trưa chưa nào? Chào Kim Thúy nha. Tối nay thì Huy sẽ diễn một chương trình của Làn Sóng Xanh Next Step, bài hát mới. Mọi người nhớ theo dõi buổi livestream Làn Sóng Xanh nha. Bây giờ đang chuẩn bị tạo kiểu tóc để mà tối nay diễn. Hiện tại đang tư vấn là anh Vũ tư vấn là cạo chọc đầu. Chào cả nhà. Đó. Bây giờ bé bị lên dĩa. Rồi chào Vũ Linh nha. Chào Bắc Ca, chào Tuấn Nguyễn nha mọi người. Chào mọi người. À, mọi người, bạn nam nào mà nhớ mà nếu mà cắt tóc muốn cắt tóc nam á thì nhớ lại tiệm anh Vũ Trí nha. Nói mật khẩu là bạn của bé Bắp dễ thương được chiết khấu 50%. Đây. Chào Hảo Quyên. Trời ơi, cái gì mà em la làng dữ vậy? Đặng Thế Phương. Trời ơi, toàn người quen không biết. Ừ, quán đi Tâm. Trời ơi, thấy chưa? Được. Cắt tóc mà bút xô cũng như đúng rồi vậy đó. Cắt tóc là bài đặt trước một tuần mới cắt được. Dễ sợ. À, Bắp đang ở số bao nhiêu anh Vũ? 306/8 Nguyễn Thị Minh Khai. 306/8 Nguyễn Thị Minh Khai. Bạn nam nào muốn cắt tóc lại đây cắt chung với Bắp nha. Chào Ngoan Trần nha, chào mọi người. Ôi trái chuối à. Đúng rồi, hôm nay bận đồn trái chuối. À, đang chuẩn bị. Hạ Quyên ơi, bớt kêu anh ơi. Bớt kêu. Hiện tại thì đang tạo kiểu tóc mới. Tối nay ra mắt bài mới nha mọi người ơi. Tối nay ra mắt bài mới nha. Lưu Trung, Best Tarik anh ơi. Anh không chơi Tarik nữa gái ơi. Anh giờ anh chơi cái khác rồi. Bây giờ anh đang là Best Janna rồi. Chào Hạ Quyên. Ủa rồi, chào em D anh ơi. Anh chào em 8 lần rồi. Phạm Anh ơi, gửi đồ ăn cho chị nha. Bánh trung thu là gì gửi cho chị nha. Chào Đặng Thế Phương. Sao anh Phương? Tóc anh có cắt không? Anh Phương ơi, tóc anh nên cắt nha. Mặc dù có 4 cộng thôi. Cắt cộng giữa đi, mình để làm 3 chỏm 3 bên. Em bắt xe qua tiệm anh cắt được không? Hảo Uyên ơi, shop của anh Vũ Trí chỉ tiếp đàn ông thôi. Con trai tôi không cắt cho nữ. Đặt lịch giùm em nha. Phạm Anh ơi, qua đây đi. Nhớ nói mật khẩu là bạn của bé Bắp Cute được giảm 50% nha. Hello người ta. Đó. Chào Henry Phạm, chào mọi người. Bữa trưa nay sao rồi? Wow, chào Nguyễn Văn Phong. Đó, bởi vậy anh định cắt kiểu gì đấy? Vũ Tố Nguyên. Anh đang định để kiểu tóc lạ lắm. Anh không biết là để kiểu gì luôn. Mọi người có tư vấn định để đầu nắm đi công chúa. Để đầu nắm kìa. Anh Vũ để đầu nắm được không anh Vũ? Không được. Đầu nắm nó dành cho mặt V-Line thôi. Chào Diệu My nha, chỗ mới vô quá trời quá đất. 2006 rồi. Chào Ngọc Phương, chào mọi người. Hiện tại thì đang chuẩn bị nhuộm màu lại. Cắt kiểu mới hoàn toàn luôn. Trời ơi, bên đây nữa hả? Người lạ ơi. Live stream hai bên luôn. 2k mấy đúng không? Chiều nay mấy giờ ra MV Bẻ Bắp? Chiều nay hả em? Chiều nay là không, ngày 2/11 anh ra MV mới. 2/11 nha. MV này là anh ơi, cột tóc hai bên cho chất. Nghĩ sao kêu tụi cột tóc hai bên vậy? Giết người hả? Đó. Buộc hai chùm đi anh ơi. Bỏ đi. Bỏ luôn, đừng cho buộc hai chùm nữa. Anh ơi, cột tóc hai bên cho chất. Chào Nguyễn Trọng Nghĩa nha.
Đó mọi người ơi, đặc biệt mấy bạn nam nào nha, mình cắt tóc đẹp, mình nên nhớ ra đây cắt nha. Đây là người anh rất là thân của Huy. Đó. Cuối cùng cũng được anh kêu tên, mừng quá. Kêu anh chủ tiệm, em là fan bắp cute nha. Em chỉ vào ngắm bắp thôi. Được. Ok. Ok luôn. Ừ. Mà tiệm rất là... Đó. Xì tai rất là chất nha mọi người. Đó. Anh cắt không như anh cạo nè. Đó, anh cạo lần cạo hết rồi, sạch bắt luôn nè. Mấy lần anh cạo quá tai rồi chứ bộ. Anh ơi, hát một đoạn nào mọi người đi. Tối nay nha em, Trịnh Kim Thảo, và tối nay là hát live trên Đàn Sống Xanh Next Step nha em. MV với anh Thái, đúng rồi, có Black B Thái Vũ nữa, Ngọc Duy Nguyễn ơi. Ông bắp kia ngồi yên mới cắt được chứ. Không sao. Tai nghề của anh Vũ anh cao lắm. Đó, tai nghề anh Vũ anh cao lắm. Chấp nhảy luôn, nhảy dance box anh vẫn cắt được nha mọi người. Đầu nắm đi fan. Bỏ đi, sao ai cứ đầu nắm hết ta. Hồi xưa cứ để một lần đầu nắm rồi đó, nhìn mặt ú ù à. Tuấn Bi để ba cộng mới đẹp anh ơi, bỏ đi. Anh bóp nhớ nha mọi người, ngày 2 tháng 11 là mình ra MV mới nha. Chào Hoàng Thu Anh, mọi người ăn cơm trưa chưa? Chào Quang. Chào Trừng Quyết nha. Trời ơi, sắp tới là Thách Thức Danh Hài, mùa này là bảo đảm là banh banh nóc nha mọi người. Cho em xin địa chỉ tiệm đi anh. Đó. 306/8 Nguyễn Thị Minh Khai các bạn. 306/8 Nguyễn Thị Minh Khai. À giờ có một lần có 9 chi nhánh. À tất cả các quận đều có nha bạn. Trời ơi. Cắt tóc mà như là kiểu là làm bất động sản vậy đó. 9 chi nhánh. Tỉnh nào, tỉnh thành nào cũng có, quận huyện nào cũng có. 10 đúng không anh, mới mở cái ở quận 4 đúng không? Đúng rồi, cái thứ 9. Đó, cái thứ 9 ở quận 4, tất cả mọi người. Mọi người mà thấy chữ Vũ Trí ở đâu là biết là ảnh hết đó. Đây ông chủ đại gia đó. Cắt tóc mà đeo vàng không thấy chưa? Dễ sợ. Chào đồng văn mạnh. Trời ơi, sắp tới có bài hit thứ hai nha, đừng chọc tôi. Bài hit thứ hai tôi chuẩn bị có bây giờ nè. Tối nay có song ca với chị Đông Nhi không anh? Không em ơi, tối nay chị Nhi hát sau anh. Anh hát xa trước chị Đông Nhi. Trần Quyết ơi, năm sau đăng ký thi nha em. Trời ơi. Trời ơi, cả cuộc đời này đừng có chọc tôi. Cả cuộc đời này tôi có một bài thôi. Nhưng mà tôi sẽ có hai bài, nhớ nha, ngày 2 tháng 11 coi đi. Sẽ hit tiếp bài hát thứ hai. Thanh Hóa có không anh? Không có Thanh Hóa em ơi, chưa có tỉnh thành nha. Có chồng rồi, được ngắm không Huy ơi? Trời ơi, cái gì Nguyễn Đào? Được, 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 ổn nha, ổn, ngắm được. Ông chồng qua ngắm là ông giết luôn. À, trời ơi, mặt thon gọn quá. Trời ơi, tôi còn có 68kg à, mọi người ơi. Mọi người ơi, em còn 68kg mọi người ơi. Đúng rồi, MV ngày 2 tháng 11 nha cả nhà, 2 tháng 11 là đồng loạt lên hết tất cả những trang luôn. Nên mọi người nhớ xem MV nha, MV này là có những cái người bạn cực kỳ thân, chẳng hạn như là Phương Thọt nè. Đó. Đeo vậy có nặng không anh? Đeo cái này hả? Không nặng em ơi, nhẹ hiều. Bài để anh một mình nha, Lê Hồng Ngọc ơi, bài hát là để anh một mình nha. Đó. Ngày hôm nay là bắt đầu cạo đầu xuống tóc để chuẩn bị mà ra bài mới. Tối nay là hẹn mọi người ở Làn Sóng Xanh Next Step nha mọi người. Một lát nữa sau khi mà cắt xong rồi Huy sẽ chụp cái hình ảnh cho mọi người coi. Anh có hát ở Bình Dương không? À, Bình Dương thì chắc là năm sau á, thì năm nay là anh đã kính lịch đến tháng 12 rồi. Chừng nào có lịch Đà Nẵng hả? Đà Nẵng thì chắc là đúng năm sau luôn. Giảm 3kg chứ mấy. Đúng rồi, bây giờ anh còn có 68-67kg à. Tập luyện thể dục thể thao, chăm chỉ, sức khỏe. À. Ông Nhật ơi, ông đừng có chọc tôi. Ông chọc tôi đi, rồi tôi sẽ có bài cho ông nghe ha. Ngày 2 tháng 11 này tôi sẽ phá vỡ định kiến của tôi, chỉ có một bài duy nhất nghe chưa. Trời ơi. Bởi vậy bị quợ. Tại cái ông nội mà bán hàng live stream nè, ông mừng nhục tôi chi. Hớt đầu đinh hả? Đầu đinh tại vì tóc anh nó mềm á, không cắt đầu đinh được nên tóc anh chỉ để mái được thôi. Trời ơi. Chào mọi người, chào anh Tâm nha. Một lần bây giờ chuẩn bị là đến công đoạn là cạo rồi. Đó, đang cắt phía sau. Đó. Trời ơi. Thấy đồng hồ của ông chủ cũng chối chứ sợ. Mấy chục nghìn năm nữa anh mới về Đắk Nông. Không có, Đắk Nông có khi năm sau, hôm bữa mới về Buôn Ma Thuột mà. Nhưng mà không diễn Đắk Nông thôi, diễn Buôn Ma Thuột. Đó. À đúng rồi, con quỷ bác Nguyễn Nhung ơi, đúng rồi đó, con quỷ đó đó. Quỷ bác hàng livestream đó, thiệt. Coi đi, coi đêm gala tôi mừng nhục là bả nè.
Trời ơi, cô ơi chưa có nha, cô Hồng Bùi ơi, chưa có cô Hồng ơi. Huy về miền Tây năm sau nha mọi người, năm sau nha mọi người. Đó, chào cả nhà. Mọi người nhớ nha, ai mà có nhu cầu cắt tóc nạp. Rồi rồi trời ơi. Lo nãy giờ lo tám live stream quá. Ông Vũ cạo tới hai bên rồi. À, khi nào bắt diễn ở Cần Thơ vậy, năm sau em ơi. Bởi vậy tôi mà có cái buổi live stream tôi sẽ gửi thẳng ngay đến công quỹ mà bán hàng live stream đó ông coi đó, ông mừng nhục tôi đi nữa, tôi live stream ông mừng nhục là tôi nè. Yên tâm đi, tôi sẽ phá vỡ lời nguyền đó. Vào ngày 2 tháng 11 này tôi sẽ phá vỡ lời nguyền đó. Thấy tôi cạo đầu, tôi quyết tâm chưa? Tôi sẽ để kiểu tóc mới ấn tượng hơn. Tôi nhuộm bạch kim đó. Chào mọi người, đó mới vô quá trời quá đất. Phạm Yến Nhi chào em nha. Chào Châu Bình Phương ơi, em trai ơi, vô đây, qua đây Út ơi, qua đây chung với hai nè. Hai đang ngồi bên tiệm của anh Vũ nè, qua đây mình làm vài cái tattoo nè. Bích Hằng đúng rồi, cảm ơn em, năm sau anh sẽ hứa là sẽ ra mắt liên tục luôn, sản phẩm chung liên tục luôn, chung với lại bên bé Út của anh bên Pháp TV nha. Giang Nghĩa Đắk Nông đang chờ anh. Ok, anh sẽ ra ngoài. Anh ơi Khánh Hòa anh cũng sẽ ra Khánh Hòa luôn, tại năm sau là bắt đầu quay trở lại với âm nhạc rồi, sẽ đi diễn nhiều hơn. Cái tỉnh nào năm sau cũng về hết nha người ơi. Ừ, ước mơ lắm, nhưng mà biết người ta có mời mình hay không. Dạ, cô Hồng ơi, con định nhuộm lại màu đen đây. Trời ơi, 4.000 rồi nè, 4.000 người rồi đó. Chào tối sướng nha. Trời ơi. Mau miên man, Mau ơi, bên Mỹ khỏe không em? Nhớ về đây cắt tóc. Phương ơi, Út ơi, tại vì hai đang ra đây gấp quá, tối nay hai diễn nè nên hai đang làm gấp. Chào Nghi Thiên Trung nha. Đó, trời ơi, anh Vũ. Em nói chuyện với anh cạo được không Vũ? Được mọi người ơi, được cạo được. Nghệ An. Chào Hải Yến nha mọi người. Anh đang định nhuộm lại màu đen. Nhưng mà không đen lắm đâu, màu chắc là xám đen thôi, không phải đen. Tại màu đen khó nhuộm, tại tóc anh nhuộm trước rồi, hồi bữa nhuộm bạch kim cho phim rồi. Chào mọi người. Có về An Giang, năm sau về luôn nha Giang Nghi ơi, năm sau về An Giang luôn nha. Đó, ngày nào anh, tỉnh nào anh cũng về hết trơn. tỉnh nào năm sau cũng về hết. Đó, bây giờ tóc độ nối của anh khủng thật. Đúng rồi, anh nói ghê lắm, anh nói mà bất chấp thời tiết mà. Trời, bán hàng online rất quen. Đó, bé Moon đang theo dõi nè mọi người ơi, mọi người nhớ nha. Bạn nam nào mà nhớ mà muốn để kiểu tóc mà ấn tượng, mà dòng, mà undercut đó. Đó, đấy như là ông chủ nè. Đó. Biết là sao chọn quán này không? Tiệm của anh Vũ bây giờ ảnh tròn giống Huy. Mặt ảnh cũng tròn tròn, dễ hiểu, gọi là có gọi cái là gọi tâm giao hiểu. Tóc nhuộm nửa vàng nửa xanh lá đi anh, bỏ đi, anh không đóng phim nha. Nửa vàng xanh lá quá đáng lắm luôn. Chào bé Nghi Nguyễn. Ồ. Chào trời quá trời luôn, quá trời quá đất, quá trời người comment luôn. Đó. Chào Mỹ Trang nha. À, mọi người ơi, à, nhớ nha, tối nay nha sẽ có một buổi livestream của Làn Sóng Xanh. Đó, live show Làn Sóng Xanh. Nhớ bật lên nha. Nhớ bật lên để mà mình coi bài hát mới của Huy. Hy vọng một lát nữa đây Huy sẽ cắt xong rồi ra sản phẩm, rồi Huy sẽ chụp hình cho mọi người coi cái mẫu tóc mới của Huy. Rồi, bye bye mọi người nha, chúc mọi người một ngày mới vui vẻ. Mua mà tối nay nhớ coi Làn Sóng Xanh đó. Bye bye.